Đây là đoàn xe ben chở than vừa bị công an Đồng Nai bắt giữ. Hầu hết các phương tiện này đều có dấu hiệu chở quá tải và quá khổ. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện nhiều tài xế không có bằng lái, thậm chí là sử dụng ma túy. Theo người dân, đoàn xe ben này thường phóng nhanh vượt ẩu và đã gây ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Đây chính là 28 phương tiện vi phạm của hai đoàn xe vua vừa bị công an Đồng Nai xử lý. Hai đoàn xe này được nêu đích danh là của hai công ty Âu Châu và Ngọc Minh Anh. Tại thời điểm kiểm tra, công ty này không xuất trình được giấy tờ hợp pháp về vận chuyển than từ nhập khẩu từ cảng và nhà máy, không có lệnh điều xe, không có hải quan nhập khẩu than, tức là tất cả những quy định của pháp luật về vấn đề vận chuyển than thì công ty Âu Châu tại thời điểm kiểm tra không xuất trình được giấy tờ. Đó là cái vi phạm. Hai nhà xe chủ yếu chở than đá từ cảng Bà Rịa Vũng Tàu về các nhà máy tại Đồng Nai. Ngành chức năng bên nào thì cũng cho rằng mình đã làm hết trách nhiệm. Hầu như xe đó là hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Tới đây lực lượng thanh tra là kết hợp với đơn vị bạn Vũng Tàu để xử lý triệt để. Đối với cái đoàn xe Âu Châu và Đồng Nai kia đó thì chúng tôi cũng đã xử lý nhiều trường hợp. Thường là xe Âu Châu là quá chiều cao. Nhưng theo hồ sơ, hai đoàn xe vua này thời gian qua đã bị các bên phạt hành chính tới 54 lần. Vậy mà sau đó, vi phạm lại vẫn hoàn vi phạm. Xe vua cứ tiếp tục chạy. Lãnh đạo công an Đồng Nai khẳng định lần này sẽ làm đến nơi đến chốn. Thì chúng tôi đang chỉ đạo cho phòng cảnh sát giao thông, rồi lãnh đạo công an huyện Nhân Trạch, công an Long Thành thống kê lại là các vụ việc có vi phạm hay không và có kiểm tra cái vi phạm của các đoàn xe này không. Và vi phạm này trong những năm qua có những vi phạm nào mà đã được xử lý hay không, mà tiếp tục lại có những vi phạm như thế này. Nếu mà anh kiểm tra thường xuyên, tại sao nó lại có những vi phạm như thế? Đại diện công an Đồng Nai cho biết, còn phối hợp với hải quan, biên phòng để làm rõ cả khâu xuất nhập hàng từ cảng đến nhà máy, quyết xử lý các hành vi vi phạm khác chứ không chỉ là an toàn giao thông. Dư luận thì mong chờ vụ việc này ở Đồng Nai không chỉ là xử lý điểm mà sẽ là khởi đầu cho cuộc dẹp nạn xe vua ở nhiều địa phương, nhiều tuyến đường khác.